Grandmaster Limited phiên bản giới hạn mới nhất trong năm này đến từ Firebao. Fireball là một cái tên cực kỳ nổi tiếng đối với những anh em vapper của chúng ta. Ngoài ra là có rất là nhiều kỷ niệm đối với mình cũng như là những anh em vapper đời đầu. Nói đến Fireball thì không thể nào bỏ qua được những cái tên like và nổi trội cực kỳ ngon dành cho những anh em vap đời đầu. Đó chính là Gravity nè, Castle Long Reserve nè, Bowden May nè, vân vân và vân vân. Ngoài ra có thêm một like nữa, đó chính là Grandmaster. Đây là một cái like cũng như là một cái chai rất là ngon với hương vị là bơ đậu phộng kèm với lại chuối tươi và một chút xíu caramel rất là thơm và lôi cuốn. Thì trên tay mình đây là chai Grandmaster Limited Edition, một phiên bản giới hạn của năm 2024, rất đáng để cho anh em thử. Bởi vì sao? Hương vị thay đổi rất là nhiều. Với phiên bản Grandmaster cũ khi mà chúng ta trải nghiệm thì chúng ta chỉ có thể là thấy là rất là nhiều vị chuối nè. Ngoài ra khi anh em thở ra thì nó chỉ có chút xíu đậu phộng thôi, chứ nó không có thêm caramel. Nhưng ở phiên bản limited này, khi mà anh em trải nghiệm là vị chuối nè, cũng như đậu phộng nè, caramel nè, lên rất là hài hòa. Khi mà anh em húp vô là cái vị chuối nó sẽ là đầu tiên nè, khi mà thở ra là sẽ có kèm theo nó có đậu phộng nè, ngoài ra một chút xíu caramel cực kỳ thơm. Và đặc biệt ở phiên bản này nó sẽ cho anh em một chút xíu ngọt rất là nhẹ. Và tất nhiên trên tay mình đây cầm một chai, đó chính là Firebase Cora Master. Ngoài ra là có kể thêm sách lít. Để mà anh em thưởng thức trọn vẹn được hai chai này thì mình sẽ recommend cho anh em luôn là những dòng tăng cũng như là dòng boss nào để mà trải nghiệm hương vị này ngon nhất có thể và tuyệt đối nhất có thể. Đầu tiên mình sẽ đến Firebase thì anh em có thể sử dụng những lòng tăng mà MTL, ví dụ như là Batibulum nè, Flat Air nè, hoặc là Kuma nè, anh em build 27, 37 nè, 27-40 nè, hoặc là hàng con chút xíu thì là 27-36 để mà hương vị cũng như là lượng ni nó lên đầm hơn, nó rõ vị hơn, nó đầm thắm hơn, nó đậm đà hơn. Còn về Sonic mình sẽ recommend cho anh em ba loại boss hút ngon. Dot Boss Pro với đầu boss là 0.8 có một xu hướng là MTL, nó bí bí một xíu để anh em trải nghiệm cái chai này ngon nhất có thể. Slim Pro 2 với OCC với đầu boss là 0.8. Và đến cây boss cuối cùng đó chính là WinXM, thì em này là anh em nên dùng và phải dùng để sử dụng chai Grandmaster này. Bởi vì sao? Đây là một em boss có 0.8 cũng như là đầu tiếp Multi Lung cũng như là lượng gió lấy vào rất vừa đầy và đủ để mà trải nghiệm hương vị này cực kỳ ngon. Và đó là những gì mà mình muốn nói về chai Grandmaster Limited này. Ngoài những vấn đề trên, anh em còn cần mình tư vấn gì thì cứ việc comment phía dưới clip, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em.